Cái này là gạo, cái này là gạo để nấu sushi. Đây là gạo sushi, đặc biệt sushi. Rồi thì mình phải ngâm trước khoảng chừng một tiếng trước, rồi xong rồi đó đổ nước ra thì một phần gạo sẽ là một phần nước, lúc đó mình nấu. Nhưng mà cái đấu gạo là giống đổ lại cái luôn em. Bởi vậy tôi nói anh mà anh Đức quay là không thể làm mà giống. Lên mạng cho anh. Rồi xong rồi nè, xong rồi nè, xong rồi. Cũng nước nóng luôn à, nước nóng luôn. Rồi là ngâm chút thì cho nó nở ra thôi. Ok, ok, rồi xong. Ngâm cho bằng để này vậy thôi ha. Rồi. Cái gạo, gạo đặc biệt của sushi. Mình ngâm cái nước ấm ấm hơn xíu. Mình ngâm khoảng chừng 45 phút. Mình cái là mình vo gạo, mình cho nó sạch xong mình ngâm 45 phút. Xong rồi vắt nước ra. Thì khi mình để gạo vô đó, mình biết là mình để bao nhiêu lon, bao nhiêu chén hay là bao nhiêu tách. Mình cần cái khối lượng thôi. Thì khi mình vắt nước ra rồi đó, mình đổ đúng một cái khối lượng nước ở ngoài vô. Thì lúc đó mình nấu. Ví dụ mình nấu 6 chén gạo. Thì khi mình ngâm rồi, mình sẽ đổ 6 chén nước vô. Alors le riz pour sushi. Il y en a qui demandent pourquoi on peut pas utiliser le riz normal, c'est un riz spécial pour sushi. D'accord? Il y a différentes, c'est marqué riz pour sushi. Alors, il faut que vous dosez le nombre. Par exemple, vous prenez 4 bols de ce riz, vous mettez dans un récipient, vous le lavez avec de l'eau et vous laissez reposer environ 15 minutes dans l'eau. 45 minutes. 45 minutes. Vous laissez reposer le riz avec de l'eau. Vous videz cette eau. Et après, vous avez pris le nombre, par exemple, 4 bols de riz, et ça va être 4 bols d'eau. Le même nombre de bols de riz, c'est le même nombre de bols d'eau, pour faire cuire le riz. Voilà, donc c'est une technique de cuisson, c'est ce riz-là. Ben là, là c'est le vinaigre. Le vinaigre qu'on va utiliser dans le riz. Il faut le mettre sur le riz chaud. Ça c'est un des secrets parce que ça va masquer le goût, l'odeur acide du vinaigre. Donc on va vous faire passer la bouteille pour. Mais vous aurez tout le loisir pour regarder les bouteilles tout à l'heure. C'est du vinaigre. Et je répète qu'on va utiliser sur le riz chaud, c'est un secret, parce que sur le riz chaud, on va masquer un peu l'odeur et le goût très très prononcé du vinaigre. Đây đây sẽ đưa tới, đưa tới. Cái này là xin lỗi nha, cái này là cái quan trọng nhất. Cái quan trọng nhất là cái gì? Là cái đồ chấm sushi. Thường thường đó, người ta bán cái đồ chấm sushi người ta đã pha sẵn rồi. Nhưng mà theo mình thì không thích như vậy. Tại vì mình phải làm theo ý của mình hay là. Thì thường thường cái đồ chấm sushi đó, nó đây là kikkoman xuất thế. Thì cái đó là nó có ngọt sẵn. Còn nếu mà mình làm kikkoman này là nó mặn, nhưng mà phải pha. Thì cái công thức pha của cái này thì nó là 1, 1, 3. Hả? 1, cứ nhớ vậy, 1, 1, 3. Khoan, để dịch lại chúng ta. 1 phần giấm. Một phần là có thể là 1 ly, 1 tách, 1 cái gì cũng được hết. 1 phần giấm, 1 phần đường, 3 phần bảy. Rồi anh lặp lại lần nữa đi. Cái giấm
À, không, xin cho anh lặp lại chút trước lúc nào nữa. Đây là cái công thức để vào pha cái nước chấm của sushi. Thì mình có thể mình mua cái kikkoman mà kikkoman sale là mặn, không có gì hết. Thì mình sẽ pha 3 phần kikkoman, 1 phần giấm, giấm rượu hồi nãy để mình làm cho cơm đó, 1 phần giấm và 1 phần đường. Thì cái đó mình trộn lại. Bây giờ mình bắt đầu làm cái sốt để chấm sushi. Thì cái này là cũng là bây giờ mình lấy cái này làm cái mơ dưa. Một cái mơ dưa này á, sushi sushi cả. Mang đây cho người ta thấy trước. Đường. Ah, les canards. Voilà, on met une portion de sucre. Voyez. Oui. Il a pris le verre, une portion de vinaigre. Voyez, une portion de sucre, peu importe le récipient que vous allez prendre pour doser. Et lui, il a pris un verre, donc la même chose en sucre. Donc il va verser dedans, dans le sucre. Voilà. Et trois portions de... Et là, on va prendre trois portions de sauce de soja. Cái người thi ở nhà mình không có cái này, mình lấy cái maji thì sao mặc sập anh sao mặc rồi được cái maji ăn vào cái này nó mới ngon rồi. Voilà. Bien mélangé. Ça y est, voilà. C'est prêt. Ah oui. C'est prêt pour la sauce. Cái này là gần sushi. Mình mua trong cái bịch này nè. Nó nằm ở trong cái nước thì cái gừng nó ngon hơn. Cái có nhiều khi người ta bán cái gừng mà khô ngoài nó nóng kìa. Ça c'est le gingembre mariné. Voilà pour le sushi. D'accord, ils vendent dans une poche comme ça, donc dans les magasins de produits exotiques. Si vous voulez regarder, hein, donc gingembre pour le sushi. Cái khác của mình với cái mù tạt này á, là cái mù tạt bên Pháp thì mình ăn á, nó cay nó hơi lâu, ăn cay hơi lâu. Còn cái này một khi nó cay lên một cái là xong, nó hết thiệt. Đó, cái khác của nó là rồi, cho mừng cái giấm. Ngồi chút xíu. Il y a deux vinaigres. Et apparemment, celui-là est meilleur. Donc vous voyez, dans le commerce, vous trouvez deux types de vinaigre. C'est la même chose, c'est deux marques différentes, mais bon, si vous pouvez, vous prenez cette marque-là. Ben, c'est le chef qui conseille. C'est ça que moi, je préfère. Mais sinon, Ah, tu préfères ça? Oui, je préfère ça. Ah, excusez-moi. C'est ça qu'il préfère. C'est celui-là, ça t'appelle? Bon, c'est facile, c'est Kikkoman. Oui. Saison 9 et des gars pour toucher.